review cho mọi người một bản nâng cấp của Atresia Performer, đó là Atresia PE88. Các bạn chỉ cần bỏ thêm chưa đến 2 triệu đồng, nhưng mà chúng ta sẽ nhận được thêm rất nhiều. Có 137 âm sắc, 100 style, âm thanh lớn hơn, hay hơn. Có thêm một cái màn hình hiển thị, có thêm một cái pickband giúp chúng ta tăng thêm cái kỹ thuật khi biểu diễn. Micro nữa, mình có thể cắm micro nữa. Alo, 1, 2, 3, 4. Và rất là nhiều tính năng hỗ trợ cho cái phần điều tự động. Ví dụ như là có 5 cái vị trí nhớ với 4 băng. Tham khảo thêm một link sản phẩm nha mọi người.